Đội Cảnh sát điều tra về hình sự kinh tế môi trường phối hợp tổ công tác phòng chống tội phạm, công an xã Kiển Phước, đồng biên phòng Kiển Phước tiến hành kiểm soát và triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà tại phần đất trống thuộc ấp xóm lưới xã Kiển Phước. Tăng vật thu được gồm 3 con gà, 10 xe mô tô, 19 điện thoại di động, 155 triệu 400 ngàn đồng tiền mặt và xử lý 20 đối tượng. Được biết, tụ điểm đá gà này do đối tượng Trương Thanh Phong, tên thường gọi là Phong Rừng, sinh năm 1978, ngụ ấp Cầu Xây, xã Kiện Phước, và đối tượng Phạm Hữu Thừa, sinh năm 1984, ngụ khu phố 3, thị xã Gò Công tổ chức. Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông tạm giữ 18 đối tượng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật.